Thông tin từ báo Công an Nhân dân, hôm nay 22 tháng 12, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Trên địa bàn vừa xảy ra vụ sụt lở tại khu vực khai thác thuộc Công ty Cổ phần Than Cọc 6, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Bước đầu xác định đã có một người tử vong, một người mất tích và 6 người bị thương. Cụ thể, khoảng 18:30 ngày 21 tháng 12, tại khu vực mong khai thác than mức âm 260m, Công ty Cổ phần Than Cọc 6 đã xảy ra sự cố sụt lở tầng khai thác. Ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng cứu hộ cứu nạn gần 100 người từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Cấp cứu Mỏ Quảng Ninh và Công ty Than Cọc 6 cùng nhiều phương tiện đã được huy động cứu nạn. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp khó khăn do trời tối, thời tiết xấu, lượng đất đá sạt lở có khối lượng lớn, tình trạng ngập nước và nhiệt độ giảm sâu. Danh tính các nạn nhân được xác định ban đầu gồm nạn nhân tử vong là công nhân Lưu Thanh Tùng, sinh năm 1988, nạn nhân mất tích là công nhân Hoàng Thọ Hùng, sinh năm 1976, cùng chú phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, đều làm công việc vận hành máy xúc thủy lực. 6 công nhân bị thương cũng cùng chú tại thành phố Cẩm Phả gồm Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1982, Ngô Văn Mạnh, sinh năm 1990, Hoàng Mai Luyến, sinh năm 1985, Phạm Đức Hòa, sinh năm 1988, Trịnh Quốc Huy, sinh năm 1974 và Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1983. Hiện công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành.